còn thế. Ấy gì vậy? Đại Sơn mọi người gọi là một người hết, là cái người tưởng to chứ rồi. Mỗi người một cái. Cô hết hết rồi. Đây là cốc rượu đấy. Mày gặp con em nào đẹp đẹp đấy, mày nhìn cái nào cũng mát. Nhìn cái đùi chó, ngon không? Nè, nhìn đâu, tuyệt vời. Chân con. Đây là một chuyến tổng hợp đây, gồm đầy đủ các thứ các bạn nha, nhìn thấy không? À, rất là ngon. Thế này à, tổng hợp cái này như là cũng là 100 hấp dẫn chưa? Cái xiên thịt vào ngon thế. Làm xiên này thì rồi chấm một hạt khúc xương. Chào tất cả các bạn nha, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở khu vực Mai Pha. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi đến đây để thưởng thức một món ăn vào dịp cuối tháng cũng rất là ngon. Đó là món thịt chó đủ món. Chỉ ở đây là khu tái định cư Mai Pha, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Đây là cái không gian phía trong của quán cũng khá là rộng rãi và thoáng mát, cho các bạn có thể đến đây thưởng thức. Và anh cũng có thêm một số những cái phòng riêng ở phía trong đây, để cho các bạn nào thích những cái không gian nào đó riêng tư. Xa thì chúng ta có thể nhìn thấy ở phía trên anh có một cái thực đơn món đầy đủ cho các bạn, các bạn có thể lựa chọn. Mình đang nhìn thấy là ở kia có một anh đang nướng cái gì rất là ngon đây, mùi rất là thơm. Chúng ta di chuyển vào phía trong một chút nhá, khói quá. Anh ấy đang nướng món rồi, nhìn rất là nóng hổi luôn. Đấy, là gì à? Anh phải vào và kêu họ nó kiểu phụ đâu. À. Cái lúc cấp tốc là phải anh xử lý. À. Anh không xử lý làm sao thì được. Đấy, cái này chưa xong đâu này. Được. Khi nào ăn đi, bắt đầu làm, bắt đầu mình cho lên nướng. Được. Như này ăn như là thấy ngon rồi. Cho lên nướng lại một lần nữa, như nào lâu. À, như này đã thấy ngon rồi nhỉ. Đấy, nhìn đấy, được. Đây là già qua, dạo qua đấy. À, dạo qua. Đây chúng ta hãy di chuyển vào không gian bếp xem chế biến một số món ăn nhé. Đây, những cái chân anh vừa mới làm xong hết rồi đây, thì lên cho ra nướng này. Đấy, rất là ngon. Ninh dừ hết rồi, tí chỉ có nướng thôi. Xả này, rất là thơm. Các bạn nhé, hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trong bếp của anh Phong. Hôm nay là cái dịp cuối tháng nên là mọi người làm thịt chó rất là nhiều luôn. Đây, gia vị đây. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, không tiết đúng không? Đúng rồi. Đặc trưng nhất của quán của anh Phong, rồi không tiết, không máu, không có máu, không tiết. Đây, bây giờ chúng ta xem tiến hành lọc chú chó. Bình thường con chó này lọc ra làm cái gì nhiều anh? Làm hấp này nướng. À, hấp nướng. Mới gặp tướng ạ. À. Làm nhanh.
ra chạy. Bây giờ sẽ phân chia các phần để ra làm các món ăn. Thế là cứ đến tầm 8 giờ là xong hết rồi nhỉ? Em tầm muộn nhất là 9 giờ là xong hết, là muộn, đấy là muộn nhất. Còn không bình thường. Đây, bây giờ sẽ thái cái phần này ra để làm nướng đúng không? Món này món nướng. Đây là nướng. Nướng ăn nó phải có chút béo béo, ăn nó mới ngậy nhỉ? Có chút mỡ này. Đây, một nồi thịt hấp rất là to, đầy đủ các thứ ở trong này luôn nhỉ, cả cả đùi này, cả xương chân, đầy đủ không ạ? Đây các bạn nha, tiếp theo ông chủ đây, ông chủ sẽ tiến hành làm tất cả các loại món. Đầu tiên là nướng này. Rượu mặn, mì chính này, hành này, bên này là rượu mặn, bên kia là món dồi, chả vịt dồi. Rồi, vịt dồi đặc biệt ở đây là quán anh không dùng một cái tiết. Đây, bên này là hấp này. Không có tiết. Tiết đấy cho nhiều cũng như thế. Cái gì chẳng ngon. Đúng rồi. Không, nhưng mà bán hàng nó là cái duyên, ví dụ như người nào bán thoải mái, dễ tính. Không cho, ăn muối rồi, phải ăn bác ơi. Muối, đây này, anh còn dùng muối. Muối này đàn, từ cái đàn bà nhỉ. Ôi, sạch sẽ. Mắm tôm dùng nó mới ngon. Trông bẩn này, mứt ra cho vào một cái nó thấy dậy mùi luôn rồi. Đây là những cái gia vị anh chế rồi. Cái này là tương đúng không? Không phải chế gì cả. Tưởng là gia vị, tưởng là gia vị bí quyết chế rồi. Đây mẹ. Đây phần này. Vác cốc trong cho lên. Thì ai đến cho chắc cho tiêu. Đây là bát 430 tiền em. À thế à, tí nữa phải làm bát 430 tiền. Rẻ nhất Lạng Sơn luôn.
quảng cáo xem bát bún 30 tiền của quán. Làm đam mê mà em. Em có đi làm vì đam mê mà. Anh làm đam mê mà. Cái tiền của. Được cái tuổi này chuẩn bị nghỉ hưu được rồi. Sếp ạ. Nếu tính năm anh cũng thừa hưu. Thiếu một đồng á. Và sáu tất cả thôi. Đây là đồ tương này. Rất là nhiều gia vị xếp. Đơn giản mà có gì đâu. Gì à? Được một lúc bằng này thứ mà theo kinh nghiệm là cứ làm mà thành món ăn ngon. Ông chủ đúng là bây giờ 30 mấy năm trong nghề khác nhỉ? Đấy, bây giờ phải xem ông chủ này. Bóp này phải xào xáo. Bóp. Đấy, phải làm đúng không? Đúng là bóp xong cái thấy nó dậy cái mùi thơm rất là thơm luôn. Xào riềng. Có một đĩa nhất. Một đĩa nhất. Mẹ nó vẫn là mãi là người đẹp nhất nhà. Đẹp nhất nhà. Đấy, món riêng mận. Chính ở chỗ anh nhìn như này thì cái lượng người ta ăn rượu mận nó sẽ giảm khá nhiều đúng không? So với món hấp bình thường làm nhiều làm nhiều mà còn anh làm xong lâu thì lượng sớm lắm. Hấp dẫn. Ống sốt chưa? Ống sốt hấp dẫn. Rồi hấp này thì tuyệt vời. Cái chuyện mà lồ to như thế này. To như thế này mới sướng nhỉ? 400. Đây, sếp đang tiến hành làm món rượu mặn xào. Không phải đá gì, thế mà em bảo hát về đâu. Bây giờ anh từ đầu đến cuối, từ đây nghề của anh như này, chính là nghề chỗ. Anh làm từ lúc anh 13 tuổi. Chưa khó nhỉ? Chú bảo bây giờ anh 40 năm nay. Chưa khó nhỉ? Đúng là người dưới xuôi, chưa khó. Chưa khó đéo, đói. Không, mẹ ơi. Học lớp 7, bỏ học đi làm, đói bỏ mẹ. Thế là chịu khó rồi, bọn em trên này học xong chán ấy. Xong bắt đầu mới gọi là nhâm nham mới biết đi làm. Có được học hành gì đâu, khổ quá. Dạ. Bây giờ chó mà giá cả như nào anh? Vẫn thế, 40.000. À, 40.000 cái này đúng không? À, cái gì cũng đắt rồi mà. Nhưng mà vẫn dư giá phải không? Có dư giá. Thì nó ổn định của anh. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa? Cái xiên thịt, wow, ngon thế. Làm xiên này thì rồi chấm tí mắm tôm tuyệt vời. Vừa mới vào đây thịt xiên đây này vừa nướng xong các bạn nhá, nhìn hấp dẫn chưa. Đây là món tỏi chó này. Anh đang tìm một cái tỏi làm. Anh đang làm bát tỏi chó này. Đây này. Khô đây nha mình đấy. À. Mình một vại bỏ. Canh. Canh. Cũng bảo xương như thế này thì xương lý do này. Ngon. Lý do gì mà không ngon hả? Ngọt. Ui, nó thả đây. 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 Ui, ôi, tỏi chó này. Ui, cái này như này cũng bán bao tiền? 40.000. 40.000. Vừa anh em mình quên không biết ăn nhỉ? Là sao xuống? No lắm. Đấy. Đây, 4 cái tỏi, 3 cái tỏi đây. Đổ nước vào đấy chứ anh nhỉ? Ừ. Đổ nước vào. Đây với công đoạn nhặt tỏi. À, nhặt tỏi. Bây giờ nhặt tỏi rồi. Công đoạn nhặt tỏi thôi. Còn bây giờ anh làm thêm tí rau nhỉ? Rau. Kia là có phải là ấy không? Nải cứu. Nải cứu. Nải cứu à? Tỏi chó ăn nải cứu. Nải cứu. Nải cứu. Phải lạng sơm thì có. Chỉ có anh về đây mới có anh.
Đúng rồi, em chưa không thấy ở đây bán. 40.000 thì phải tỏ chó. Cho giải cứu cùng. Giải cứu này. Còn nữa, chưa hết ạ. Còn thế gia vị nữa. Còn thế. Ây da. Lạng Sơn lúc anh về đây mọi cái gói tỏi rồi mọi người đi ăn không biết là cái gì. Đúng. Ừ, anh bảo đùi chó họ không biết là cái gì. Bảo tỏi này hơi khó. Bảo đùi may ra còn đấy. Bắt đầu đùi mọi người ta bảo một người ăn hết tại ra cái đùi tưởng to chứ cái đùi chó nó to ấy. Ừ. Mà như đùi gà thôi. Mỗi người một cái. Như này là có gia vị gì không anh? Có chút lạc nữa. Chút lạc nữa. Thế thôi là xong rồi. Đấy. Và tỏ chó nữa. Láng sớm ăn bắt này 4 tỏi này thì... Là thôi khỏi. Là xong luôn. Xong hết rồi. Xong luôn luôn. Đây là cốc rượu nữa. Cốc rượu nữa thì... Về gặp con em nào đẹp đẹp nữa, hùng đủ đi karaoke là mát. Đúng bài, đúng bài. 10.000 một chiếc. 10.000 một cái, mình ngắm, nhắm. 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ôi dồi ôi. 10. Anh chưa gà san rồi đâu. Đấy. Nào, cho anh em, chưa mua rồi, chưa hiểu. Ở đây một suất như này là bao nhiêu tiền một đĩa này em? 100 nhỉ? Anh ơi. À, 100 người một suất này nhá. Một đĩa này. Nhìn như nhau hết đấy chứ. À, đều như nhau hết đúng không? Cả dồi lẫn thịt. Dồi nướng hấp mặn như nhau hết. Anh mang 40 tiền. À, thì cả cái đĩa xiên như em thế đúng không? Đĩa nướng như thế. À. Dạ. Đĩa nhỏ này 100.000 này. Một tiệm mặn mang về đây. Ra đĩa tỏi chó đây các bạn nha. Mỗi cái là 40.000. Đây, tỏi chó đến bàn này các bạn. Làm tỏi chó đi. Tỏi chó ngải cứu. Lạc ở bên trên này. Đây các bạn nhá, vừa mới gọi ra một cái tỏi chó rồi. Tỏi chó thì đợt trước mình cũng đã ăn một cái tỏi chó ở quán của anh là tỏi chó nướng, tẩm ướp mọi thứ ăn cũng rất là ok. Và hôm trước mình có đến đây quay thì mình thấy anh làm thêm một cái tỏi chó này, anh gọi là tỏi chó hầm, gồm cũng có rất là nhiều thứ ở trong này. Bạn nhìn thấy ở đây cũng có lạc này, sau đó là ngải cứu, khá là lạ. Nên là bây giờ mình sẽ thưởng thức xem như thế nào. Đây này, ngải cứu đã trần rồi, trần qua rồi. Ăn xem có nó thế nào các bạn nhá, ngửi mùi rất là thơm. Đây. Ngải cứu mà gọi là bây giờ đuôi chó hầm ngải cứu. Ngải cứu ăn rất ngon các bạn nhá. Đây là cái ngải cứu, nó không phải là cái ngải cứu đắng mà là cái ngải cứu ngọt, nó hơi hơi đắng đắng tí thôi. Đây. À, không cần rồi. Ngon lắm. À, nhìn cái đuôi chó ngon không? Đây, nhìn thấy không? Tuyệt vời. Đấy, nhìn rất ngon. À, bây giờ thưởng thức nhá. Rất ngon. Đây các bạn nhá, bây giờ sẽ chấm tí mắm tôm xem nào. Đây mắm tôm pha. Đấy, nhìn rất là ngon. Đấy. Bây giờ sẽ thưởng thức nhá. À. Ngon. Ăn thương ngải cứu à. Ừ.
Đây. Giá rất là giỏi. Làm tí nước không? Nước rất vừa vào. Ăn thêm một cái nó ạ. Mà ăn thêm. Đây là một tuyến tổng hợp đây. Gồm đầy đủ các thứ các bạn nhá, nhìn thấy không? Rất là ngon. Thế này tổng hợp cái này như là cũng là 100 nghìn nhỉ? Chắc là như vậy thôi. Thì anh bảo một đĩa nhỏ là 100 nghìn. Cái này cũng không rõ lắm. Chắc bình thường một đĩa tổng hợp riêng thịt thấp này là 100 nghìn này. Đấy. Giải tỏa được hết cái tâm lý của mình. Đây các bạn nhá, chúng ta thưởng thức cái món. Đây là món nướng này. Đây là món nướng này. Đấy. Đúng rồi. Nhìn này. Chấm mắm tôm. Mắm tôm tuyệt vời. Thứ nhất là nghỉ hưu, thứ hai là không kiếm được làm đấy. Sẽ là giảm giá nhanh. Chính xác. Đó quá. Tinh thần. Tuyệt vời lắm. Trong văn làm người yếu thì không có một thú vui gì đấy. Không được. Đúng rồi. Ngon, tuyệt vời. Nếp da giòn này. Cái thịt chó rất là ngọt đấy. Tuyệt vời. Đây các bạn nhé, đây là thịt hấp này. Ở đây thịt hấp anh thái khá là mỏng nhá. Đây này. Và nhìn cũng rất là ngon. Đấy. Chấm. Ồ, mắm tôm tuyệt vời. Tiếp theo thì đến món tỏi chó. Tỏi chó vừa mới ra nóng hổi thì chúng ta phải cầm tay ăn cái này, phải cầm tay ăn cho nó sướng. Đấy. Tại sao phải để cái xương như này? Lọc để cầm tay. Nó rẻ. Chấm. Mắm tôm, đấy, nhìn không? Mà nhìn thấy không? Rất là ngon. Đấy. Hàm miếng tỏi chó. Các bạn biết không? Cái tỏi chó cực kỳ đặc biệt luôn. Như mình ăn ấy, đúng thật là cái lớp da của chó bên ngoài nó còn rất là giòn. Và bên trong cái thịt nó rất là mềm và ăn rất là ngọt. Và đặc biệt là bên trong nó nóng hổi nữa. Ăn rất là ngọt. Và nó còn có những cái nước ở bên trong này các bạn. Tại sao phải có những cái nước này? Có những cái nước này thì ăn mới là nó mới gọi là ngon được, ngọt được. Tuyệt vời. Món tỏi chó. Thôi các bạn nhé, thì video của mình xin tạm dừng đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái trải nghiệm tiếp theo nhé. Bye bye nhé.